Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 7, 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng, phần hai là tổng kết kinh tế tài chính và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Libya ngừng bắn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu 5 tháng 7 kêu gọi Libya ngừng bắn khi con số thiệt mạng lên tới 1.000 người trong cuộc tấn công kéo dài 3 tháng ở Tripoli, Libya. Theo Agence France-Presse, Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, các cuộc không kích và chiến đấu trên mặt đất đã khiến gần 1.000 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương. Cuộc chiến đã buộc hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời đe dọa sẽ đẩy Libya vào cuộc xung đột sâu hơn. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Mỹ về các vụ thử tên lửa ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu đã bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ về việc gần đây quân đội Trung Quốc đã thực hiện các vụ thử tên lửa ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông. Thay vào đó, họ đã tổ chức các cuộc tập trận thường lệ liên quan đến việc bắn đạn thật. Ngũ giác đài hôm thứ Ba 2 tháng 7 cho biết vụ phóng tên lửa này đã làm xáo trộn hệ thống và trái với cam kết của Trung Quốc rằng họ sẽ không quân sự hóa đường thủy chiến lược. Biển Đông là một trong những điểm nóng ngày càng tăng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, bao gồm chiến tranh thương mại, lệnh trừng phạt của Mỹ và Đài Loan. Ông Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống của đảng Dân Chủ, đang tụt dốc. Theo cuộc thăm dò mới cho thấy sự dẫn đầu của ông Joe Biden bị thu hẹp trong tiểu bang và toàn quốc sau màn tranh luận đầu tiên vào tuần trước. Phản ứng tạm thời của ông Biden trước một cuộc tấn công tranh luận về các vấn đề chủng tộc từ đối thủ Kamala Harris, một thượng nghị sĩ Mỹ da đen đến từ California. Có một số đảng Dân Chủ ở Iowa đang suy nghĩ lại về sự ủng hộ của họ đối với cựu phó tổng thống, theo Reuters. Cuộc tranh luận đã thay đổi mọi thứ đối với tôi khá nhiều, ông Sheldon Oringer, 62 tuổi, một đảng viên Dân Chủ ở West Des Moines, người đã nghiêng về phía Biden nhưng hiện đang xem xét hướng về ông Harris và một số ứng cử viên khác. Tôi thực sự ngạc nhiên khi Biden không chuẩn bị cho một số cuộc tấn công đó. Anh ấy đã không xử lý nó. Ông Sheldon Oringer nói, Donald Trump lặng lẽ trở thành tổng thống thành công nhất Hoa Kỳ. Ứng cử viên tổng thống Đài Loan Kha Văn Triết gặp người đứng đầu văn phòng quan hệ Đài Loan của Trung Quốc. Ông Kha Văn Triết, ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan, đã gặp ông Liu Qiyi, giám đốc của văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc vào thứ Sáu. Theo những gì các nhà quan sát nói là một động thái có tính toán nhưng táo bạo để thể hiện mình là một người mà Bắc Kinh có thể tin tưởng, theo SCMP. Cuộc gặp với ông Liu là một phần quan trọng trong chuyến đi của ông Kha. Ông Kha cũng tự giới thiệu mình là một người thay thế cho các chính trị gia thân thiện với đại lục từ đảng đối lập lớn của Đài Loan là Quốc Dân Đảng, các nhà quan sát cho biết. Ông Liu cho biết hai bên thuộc về một gia đình lớn. Ông Kha cũng đã sử dụng cụm từ này để mô tả các mối quan hệ xuyên eo biển và điều đó có thể đã giúp ông ta bật đèn xanh với Bắc Kinh cho chuyến thăm Thượng Hải. Ông trùm than đá Chris Klein thiệt mạng trong vụ tai nạn cháy máy bay trực thăng. Tỷ phú Chris Klein, ông chủ tập đoàn Klein, một trong những nhà sản xuất than hàng đầu của đất nước Hoa Kỳ. Ông cũng là nhà tài trợ chính của Đảng Cộng Hòa, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng bên ngoài một quần đảo mà ông sở hữu ở Bahamas. Rất nhiều lời chia buồn về cái chết của nhà tỷ phú 60 tuổi từ các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, các quan chức chính phủ và các học giả. Những người mô tả ông Klein là một người có tầm nhìn, hào phóng với khối tài sản trị giá 1.8 tỷ đô la. Ông ấy là một doanh nhân rất có tầm nhìn xa, ông Bill Raney, chủ tịch Hiệp hội Than West Virginia nói. Sinh viên Úc rất hạnh phúc khi ở Nhật, chưa rõ vì sao anh ta bị bắt giam ở Triều Tiên. Sinh viên người Úc bị bắt giam bí ẩn tại Triều Tiên đã được trả tự do và anh nói rằng đang an toàn và khỏe mạnh khi đang ở Tokyo vào hôm thứ Sáu. Anh dự định quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng không bình luận gì về những gì đã xảy ra với anh tại Bình Nhưỡng. Alex Sigley đã bay tới Tokyo vào hôm thứ Năm cùng với vợ mình là người Nhật Bản. Alex Sigley là một trong số rất ít những người phương Tây học tập tại Bình Nhưỡng và đã mất tích vào ngày 25 tháng 6. Hiện vẫn chưa rõ vì sao anh lại bị bắt giam ở Triều Tiên. Chi tiết về việc phóng thích Alex Sigley cũng không được biết và Úc thì cảnh báo anh không được quay trở lại. Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng hiện nay tôi ổn, Sigley nói trong một tuyên bố email.
10 năm cuộc nổi dậy khu tự trị dân cương. Hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 là ngày kỷ niệm 10 năm bạo loạn chết người ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Kể từ ngày xảy ra sự việc đó cho tới nay, chính phủ đã đưa ra các chương trình chống đói nghèo và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại khu vực, trong khi Hoa Kỳ và châu Âu cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền trong các trại cải tạo. Vào ngày 5 tháng 7, 2009, người Hán và người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo đã bắt đầu một loạt các cuộc đụng độ dữ dội ở thủ phủ Ürümqi, Tân Cương. Chính phủ Trung Quốc nói rằng 197 người đã thiệt mạng, theo Ricky. Bạo loạn năm 2009 đánh dấu bùng nổ bạo lực sắc tộc lớn nhất dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vài năm sau, vào tháng 5, 2014, những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một khu chợ ở Ürümqi, khiến 40 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương. Kể từ đó, số lượng lớn camera giám sát được lắp đặt xung quanh Ürümqi và các khẩu hiệu như yêu đảng và yêu nước đã được đưa vào các nhà thờ Hồi giáo. Liên Hợp Quốc, gần 7.000 người đã thiệt mạng ở Venezuela trong hơn một năm qua. Liên Hiệp Quốc đã mô tả một bức tranh đen tối về tình trạng nhân quyền ở Venezuela trong báo cáo mới nhất, kêu gọi ngay lập tức các bước khắc phục các vi phạm nghiêm trọng. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Venezuela sử dụng các lực lượng an ninh đưa những nam thanh niên trẻ vào các đội được gọi là tử thần và làm lan rộng nỗi sợ hãi xung quanh một số vụ giết người vô cùng nguy hiểm đang diễn ra, theo SBS. Theo Liên Hợp Quốc, gần 7.000 người đã thiệt mạng trong các hoạt động an ninh ở Venezuela trong một năm rưỡi qua. Báo cáo của Giám đốc Nhân quyền Michelle Bachelet cảnh báo nhiều vụ giết người này có thể là do bị xử tử. Hơn 20 quốc gia kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra Philippines về cuộc chiến chống ma túy. Hơn 20 quốc gia chính thức kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra việc hàng ngàn người đã bị giết chết trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, theo Reuters. Islands đã đệ trình dự thảo với sự ủng hộ bởi các quốc gia phần lớn là châu Âu. Nội dung dự thảo đã kêu gọi chính phủ ngăn chặn các vụ hành quyết phi pháp. Chính phủ Duterte đã khẳng định hơn 5.000 người bị cảnh sát giết trong các hoạt động chống ma túy là vi phạm buôn bán ma túy. Nhưng các nhà hoạt động nói rằng ít nhất 27.000 người đã bị giết hại kể từ khi ông Duterte được bầu vào năm 2016 liên quan tới tội ác tàn sát và rằng bé Mika, 3 tuổi, bị bắn trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào cuối tuần trước là một trong những nạn nhân mới nhất. Google đình chỉ Google Trends ở New Zealand. Google đã đình chỉ một hệ thống cảnh báo email ở New Zealand theo sau sự chỉ trích của chính phủ vì đã công bố chi tiết đã được giữ kín trong một vụ án giết người. Công ty cho biết vào hôm thứ Sáu, theo Reuters, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bày tỏ thất vọng về việc Google không tuân thủ lệnh của tòa án về không phát hành tên của một người đàn ông bị buộc tội sát hại, du khách ba lô, người Anh 22 tuổi, Grace Mullen. Vụ giết người năm ngoái gây chấn động ở New Zealand, nơi tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng tương đối hiếm. Tên của một người đàn ông bị buộc tội giết người đã được tòa án giữ kín, nhưng nó đã xuất hiện trong danh sách email Google Trends liệt kê các thuật ngữ tìm kiếm hàng đầu ở New Zealand. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thân mời quý đồng hương tham dự buổi hội thảo chính trị Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo kịch bản nào? Vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy 13 tháng 7 2019 tại Providence Rec Center, 2115 Marx Drive, Fortress, Virginia 22042 với diễn giả tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hawaii nói về chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ và một dự phóng cho tương lai dân chủ Việt Nam. Và bình luận gia Đại Dương nói về những hoạt động thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thế còn kịch bản nào sẽ đưa đến sự sụp đổ của Cộng sản Việt Nam? Kính mời quý vị tham dự để cùng nhau tìm lời giải đáp. Mọi chi tiết xin liên lạc Sơn Tùng 703-534-7483, Đinh Hùng Cường 703-927-2878, Võ Thành Nhân 301-257-8496.